Hello, chào mừng quay trở lại với Bộc Hỏa Nhân Tượng. Và đây sẽ là season 2 của chúng ta nhé. Tập 1. Tại khu chợ Amazuko, chàng trai Shinra cùng với ba cô gái đội 8 cùng nhau đi mua sắm. Nhưng trong cậu vẫn bàng hoàng về trận chiến tại thế giới ngầm Nerdworld. Shinra thấy được rằng mọi người đều ẩn giấu đằng sau nụ cười của mình một nỗi sợ về hỏa nhân. Điều này khiến cậu càng quyết tâm hơn để phá giải mọi bí mật về người truyền giáo và ngọn lửa Aurora. Maki đề nghị mọi người cùng lên kế hoạch thay đổi diện mạo mới cho Trung úy Hinawa. Tất cả các gu thời trang được cân đo đong đếm một cách cực kỳ chi tiết, cho thấy quyết tâm mãnh liệt thay đổi cho đàn anh về trang phục của mình. Đột nhiên một vụ nổ lớn vang lên khiến cho mọi người la hét thất thanh. Trong trường hợp bất ngờ này, Maki, người cấp cao nhất trong nhóm, đã phân chia vị trí cho từng người sơ tán dân thường khỏi nguy hiểm. Shinra bay thẳng đến hiện trường. Ngay lúc này mặt đất dần rung chuyển. Đột nhiên một hỏa nhân với thân hình to lớn như là một tòa nhà xuất hiện sau lưng cậu. Ngay lập tức hỏa nhân khổng lồ này nhảy sổ ra hất tung Shinra lên. Một đòn hỏa lực từ miệng hỏa nhân nhắm thẳng vào tấn công cậu. Với tốc độ nhanh nhẹn của mình, Shinra thành công thoát được đòn tấn công nguy hiểm ấy. Trong một phút lơ là, hỏa nhân đã tóm được Shinra ném thật mạnh xuống mặt đất. Đòn tấn công của hỏa nhân dường như muốn cướp đi mạng sống của cậu. May mắn thay, ông hiệp sĩ Arthur đã có mặt chém đôi quả cầu lửa bằng Excalibur của mình. Đội cứu viện biệt đội cứu hỏa 8 đã có mặt đông đủ. Đội trưởng Obi chia đội hình ra nhiều nhiệm vụ khác nhau. Victor và Vulcan sẽ phân tích huyệt của tên hỏa nhân khổng lồ này. Trong lúc đó, hộp diêm đội 8 đang gặp nguy hiểm. Hắn đã tung đòn lửa cực mạnh hướng về chiếc xe. Shinra cùng Arthur đã xông kiếm hợp bích kẻ tung người chém thành công đẩy qua cầu lửa thẳng vào đầu tên hỏa nhân. Qua tìm hiểu thông tin, Victor đã báo cáo tên hỏa nhân này có 5 huyệt bao gồm tay, chân và phần quan trọng nhất là ngực của hắn. Đội trưởng Obi ra lệnh Tamaki và Maki cùng chủ úy Hinawa. Cả ba người họ sẽ tấn công từ xa xử lý hai tay của hắn. Anh và Arthur sẽ hạ hai chân. Shinra được giao hủy diệt phần mạnh nhất ở ngực tên hỏa nhân. Các đội lập tức chia ra tấn công. Trung úy Hanawa bằng tài thiện xạ của mình dùng đạn siêu tốc hạ được cánh tay đầu tiên. Tamaki sử dụng lửa của mình khống chế tay còn lại cho Maki sử dụng tay đấm bay của mình. Tuy khá không kinh nhưng mà hai tay hắn đã bị tiêu hủy. Arthur cũng tỏ ra rất mạnh với đòn tia chớp tím với vận tốc cực nhanh lấy đi một chân của hắn. Bên này đội trưởng Obi cũng lao đến tấn công nhưng mà hắn đã dùng cú đạp ngăn cản anh. Dù là người bình thường, đội trưởng Obi đã cố gắng tập luyện để bù đắp cho bản thân. Anh tung hết sức ném một quả bom về phía chân còn lại khiến nó phát nổ. Phần còn lại mọi người đều trông cậy vào Shinra. Sir Eric lập tức cầu nguyện giải thoát cho hỏa nhân. Shinra bay lên cao và lao xuống bởi lực nén từ lửa của cậu. Cú đá siêu tốc của Shinra đã giải thoát hoàn toàn cho linh hồn tên hỏa nhân to lớn này. Tại trạm cứu hỏa 8, Anobi rất tức giận về gu ăn mặc của Trung úy Hiroa. Trời ơi, con mấy bà con gái biến xoáy ca thành ráng con bánh bèo luôn. Cả đám được lôi đầu vô tra khảo về người chủ mưu. Shinra nghĩ rằng cậu sẽ đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm vì cậu là một người đàn ông chính hiệu không thể bán đứng. Hoàng dừng khoảng 2 giây, chưa gì tất cả đã tống hết lỗi lên đầu của cậu rồi. Cũng đã sắp đến ngày tham gia làm lịch khỏa thân, từ đội 1 đến đội 8 sẽ được in hình các bạn nam cơ bắp vào các tháng tương ứng. Đội 8 sẽ được in vào tháng 8, từ tháng 9 đến tháng 12 các đội xuất sắc sẽ được chọn. Hầu hết các năm đều nghiêng về các đội nam thần đội 1. Đang mơ màng khi nghĩ đến đội trưởng đội 5 công chúa Hibana, nhưng thật sự là chỉ có nam mới được tham gia khiến Shinra thất vọng. Bên này đội 5 Hibana cũng sắp phát điên vì sắp được chiêm ngưỡng ảnh khỏa thân của Shinra. Cuối cùng kiểu dáng và bức ảnh dáng đứng sức mạnh mãn xà của cả đội, vẻ mặt của Shinra có vẻ rất khoái cảm. Tập 2, đội trưởng Obi báo với Shinra một việc quan trọng, cậu sẽ phải tham dự buổi họp với đội trưởng Hardware của đội 4. Ông sẽ có thể cho cậu biết thêm về người truyền giáo và ngọn lửa Aurora. Hôm sau, Trung úy Asako đã đưa Shinra đến học viện đội 4. Karin, một bạn học cũ của cậu, lại kiếm mối với Shinra, nhưng khi cậu đi đường quyền thì hắn nằm sảy ra đất. Ogun, bạn thân của cậu thời ở học viện cùng Arthur đã ngăn cản việc ẩu đả xảy ra. Shinra được Trung úy Ban và Asako đưa đến phòng họp. Ông Hague đã có mặt đợi Shinra từ trước đó. Ông ta đã đi đến và yêu cầu được thiêu đốt từ chính ngọn lửa của cậu. Một người phụ nữ xuất hiện trong liên kết Aurora bảo Shinra hãy thừa nhận bản thân mình chính là một con quỷ. Cậu nhận ra người đó chính là Sir Eric. Cô đang cầu xin cậu hãy bùng nổ ngọn lửa chôn giấu bấy lâu. Quay về hiện tại, Shinra nhận ra rằng liên kết Aurora vừa tác động lên cậu. Đội trưởng Hague cũng xảy ra liên kết cùng với Shinra. Ông cho rằng trước đây khi đại thảm họa xảy ra vào 2 năm trước, lúc ông từng nghĩ đã cứu được rất nhiều người nhưng thật sự số người chết lúc bấy giờ còn rất nhiều. Lúc ấy ông cảm thấy được giải thoát bởi liên kết Aurora, đó chính là vùng đất thánh của chúa tạo ra và mong muốn Shinra hãy dùng ngọn lửa thiên để đốt ông ta. Đột nhiên ba linh thú của cơ quan phòng cháy lao vào trong, Karin muốn giết Shinra ngay lúc này. Liên kết Aurora đang dần chiếm lấy thân xác của cậu, những lời nói khơi gợi sự tức giận khiến cậu mất tự chủ. Shinra đã không còn làm chủ được bản thân mình, ngọn lửa thù hận đang điều khiển cậu. Ông Hague nhận ra dường như họ đang bị ám bởi một thế lực nào đó. Haumea cùng với Charon bên phía người truyền giáo đã rất vui khi thấy điều này, bởi vì đại trụ cột của họ đã xuất hiện. Cô ta đã dựa vào liên kết Aurora để nhập vào người Shinra, lợi dụng vào cơn giận và sự oán hận của lòng cậu để điều khiển cậu.
Đội trưởng Hague đưa Shinra ra ngoài, ông còn được trung úy Ban thổi còi tăng sức chịu nhiệt. Lúc này Shinra như là một con quái thú thật sự lao đến dùng ngọn lửa tấn công đội trưởng Hague. Dù có thể né nhưng mà ông đã cố hứng chịu toàn bộ để tận hưởng hương vị Adola này. Ngay lúc này Arthur cùng Ogun xuất hiện. Cậu đã tính đến chuyện phía người truyền giáo sẽ lại tìm đến Shinra lần nữa nên là đã được đội trưởng Obi sắp xếp theo sau. Dù đã được trung úy Ban thổi còi tăng sức mạnh nhưng mà cú đá siêu tốc của Shinra vẫn rất uy lực khiến họ không thể tránh đòn. Arthur bị ảo tưởng ngay sau đó, cậu cho mình là vua hiệp sĩ sẽ chiến đấu với quỷ vương Satan Shinra. Cho nội Arthur này lại hết chỗ nói luôn. Ông lấy đội trưởng Hague ra làm khiên khổ dầm nữa chứ. Việc ảo tưởng này Arthur được cha cậu chỉ dạy khi còn nhỏ, cậu sẽ có thể tưởng tượng ra mọi thứ trong đầu của mình, từ đó trở đi cậu luôn ao ước trở thành vua hiệp sĩ để bảo vệ lâu đài của bố mẹ. Việc ảo tưởng thật sự mang lại cho Arthur rất nhiều sức mạnh, cậu tấn công Shinra vô số lần nhưng vẫn không dùng kiếm kết liễu bạn mình. Đến lần cuối cùng Shinra sẽ trở thành anh hùng như lời hứa trước đây hay là trở thành ác quỷ. Câu hỏi được Arthur lặp lại một lần cuối cùng, nếu chọn thành ác quỷ Arthur sẽ trừ khử cậu ngay lập tức. Shinra lúc này dần lấy lại được ý thức của mình, cậu tự tấn công vào đầu để thoát khỏi sự điều khiển và hét lên cậu sẽ trở thành anh hùng. Đại trụ cột trong liên kết Adora đã thoát ra khỏi người của cậu. Cô nói rằng sẽ có thêm một người sở hữu ngọn lửa Adora ra đời, liệu đội cứu hỏa sẽ tìm được trước hay là lại thuộc về người truyền giáo. Trụ cột mới này đã được sự chú ý của người truyền giáo. Tập 3. Đại trụ cột đã buông tha cho đội 4, vô số nghi ngờ đang đặt ra đối với mọi người. Họ Bạch Y đang nhắm đến trụ cột thứ 5, người mang trong mình ngọn lửa Adora. Hague rất vui vì nhờ Shinra mà ông ta đã gặp lại được ngọn lửa Adora, sau đó cả bọn rời đội 4 sau cuộc họp. Tại cơ quan phòng cháy chữa cháy, đội trưởng Obi đã gặp mặt trưởng cơ quan. Ông ta từ chối sự hợp tác giữa các đội để truy tìm trụ cột thứ 5 vì chưa đủ bằng chứng. Sau mọi chuyện, đội 8 vẫn phải một mình gánh vác việc này. Sau khi Obi rời khỏi, ông ta cho rằng Obi vẫn như ngày nào và sẽ âm thầm giúp đỡ cậu. Ở một diễn biến khác, Iska, hỏa thần thế hệ thứ 3 đã rất vui mừng, cô nhận ra một đám cháy sắp sửa diễn ra. Banda và Sancho là hai người đồng đội của cô cũng có mặt tại đó. Các bọn bắt đầu hành động, lợi dụng vào việc có thể cảm nhận đám cháy, Inka đã có mặt tại đó và cứu người. Sau đó cô yêu cầu người được cứu giao hết tài sản có giá trị cho mình. Khác với thế hệ thứ nhất là người tự bốc cháy trở thành hỏa nhân. Thế hệ thứ hai là có thể điều khiển được ngọn lửa. Thế hệ thứ ba có thể tạo ra lửa và điều chỉnh sức mạnh của chúng. Nhưng Iska rất khác với họ, cô chỉ nhận biết được đám cháy trước khi nó xảy ra. Mọi việc bắt đầu từ ngọn lửa đại thảm họa 2 năm trước. Cảm giác khao khát sự sống đang mang đến sức mạnh cho Inka. Thông qua khứu giác nhạy bén, cô ta đã có thể phát hiện được mùi hương của ngọn lửa. Chúng biến thành những đường kẻ màu trắng và cô có thể thấy chúng. Từ đó, cô có thể dễ dàng thoát khỏi đám cháy kinh hoàng năm ấy. Đột nhiên, liên kết ngọn lửa Adola xuất hiện trong đầu của Inka. Cô rất thích thú với các sự việc nguy hiểm. Người phụ nữ xuất hiện trong liên kết cho rằng sắp có một sự kiện vô cùng thú vị chờ cô bé. Shinra cũng xảy ra liên kết về trụ cột thứ 5 xuất hiện. Việc này khiến cậu vô cùng lo lắng. Inska nhận ra sẽ có rất nhiều đám cháy xuất hiện, cả khu phố sẽ chìm trong biển lửa. Biết đội của Hỏa 8 cũng nhận được thông tin về Inska cướp của sau vụ cháy và đang trên đường đến các vụ tiếp theo. Sharon đã xuất hiện đến vị trí của trụ cột thứ 5 Inska. Sancho tiến lên ngăn cản hắn ta liền bị một đòn khiến cơ thể cậu rách ra. Trong lúc nguy hiểm, Inska đã cảm nhận được mùi hương khác biệt, cô đã tạo ra lửa từ cảm nhận của mình. Di chuyển tay theo chỉ dẫn mùi hương, cô đã thành công tạo lửa để tấn công Sharon. Dường như ngọn lửa vẫn còn yếu ớt, nhưng việc này đã giúp cô trốn thoát. Bằng cách cảm nhận được nhiệt lượng rất thấp nên cô có thể né được sự truy bắt của hắn. Inska cảm nhận được một luồng nhiệt thẳng vào mặt Charon, ngay lập tức Shinra đã lao đến tấn công hắn. Cậu ấy tấn công thẳng vào mặt Charon với tốc độ nhanh chớp mắt nhưng có vẻ là không ăn thua. Với sức mạnh châu bò, hắn đã đạp Shinra xuống đất một cú cực mạnh. Lúc này sức mạnh của hắn ta đã bùng lên, mỗi bước chân đều tạo ra một vụ nổ kinh hoàng trên mặt đất. Tập 4. Các thành viên trong biệt đội 8 đang cố gắng sơ tán người dân và giải thoát cho các hỏa nhân. Số lượng hỏa nhân ngày càng một nhiều. Hồi Bạch Y dưới sự chỉ huy của Haumea, bọn chúng đang đi khắp nơi để thả bọ lửa để tìm người thích hợp và phân tán lực lượng biệt đội cứu hỏa. Phía bên này, trung úy Hinawa chỉ đành cầm chừng các hỏa nhân. Anh phải đợi Soiris có mặt cầu nguyện để giải thoát cho họ. Cuối cùng đã định vị được vị trí của Haumea, người cầm đầu trong vụ tấn công này. Arthur đã nhận được lệnh từ đội trưởng Obi tấn công cô ta. Shinra cố đưa Inska đến nơi an toàn nhưng cô ta là một người khá dị. Sau vụ việc năm xưa, cô chỉ muốn vào nơi càng nguy hiểm như là các vụ cháy để tiêu khiển. Cô tạo ra một vụ nổ cực lớn nhưng cơ hội chạy thoát khỏi hai người họ. Shinra đã bị Sharon tiến lên ngăn cản. Bên phía khác, Vulcan dùng thiết bị của mình cảm nhận nhiệt năng từ hỏa nhân. Bỗng nhiên xuất hiện một nguồn nhiệt cao ngất ngưỡng xuất hiện. Một hỏa quỷ đã đi ra từ đám khói. Haumea vui sướng cho rằng việc trụ cột thứ 5 vừa thức tỉnh ngọn lửa, Adola khi mà thả bọ lửa gần cô ấy sẽ xuất hiện hỏa quỷ là điều chắc chắn xảy ra. Lúc này đây, trung úy Hirawa sẽ không thể giải thoát cho các hỏa nhân vì chưa có sơ đến cầu nguyện. Tamaki do đến từ đội 1 nên cô có thể giúp họ, nhưng cái tính hậu đậu của mình khiến cho Hirawa và Vulcan gặp nhiều khó khăn. Đúng lúc đó, trung úy Karim đã xuất hiện, cậu dùng năng lực đóng băng các hỏa nhân chỉ sau một tiếng chuông.
Rất nhiều người trong hội Bạch Y bao vây tấn công Shinra. Trong lúc đôi chân cậu bị khống chế hoàn toàn thì bong bóng nổ của Toru trong đội 5 đã phát nổ, liên tiếp các đoàn tấn công từ cậu ta thẳng vào bọn chúng. Anh chàng cao lớn sợ lửa Noro đội 2 cũng đã đến giúp sức. Các đòn hỏa tiễn của cậu ấy đã khiến cho bọn chúng không thể tiếp cận được tấn công họ. Nhưng lúc này đây Shinra đã bay lên đến chỗ của Inska, nhưng mà Charon đã đuổi theo ngăn cản việc này xảy ra. Trong lúc Sir Eric gần như kiệt sức vì di chuyển liên tục để cầu nguyện thì viện binh đã đến. Đội Sir dưới quyền Karim đội 1 nhanh chóng có mặt. Các biệt đội khác cũng đã đến với lực lượng hùng hậu hỗ trợ giải thoát cho các hỏa nhân trong thành phố. Arthur đã đi trên tay đám bay của Maki tiếp cận Haumea. Khắc tinh của cô ấy chính là chàng hiệp sĩ ngáo này. Hai người bắt đầu một trận chiến đấu. Các đòn tấn công siêu tốc của Shinra không đủ nhiệt năng để có thể gây sát thương tới Charon. Cậu liên tục bị hắn ta tấn công. Trên các mặt trận khác, hỏa nhân được giải thoát ngày càng nhiều vì có sự giúp đỡ của các đội khác đã góp phần to lớn đến khả năng dập lửa cứu thành phố. Trụ cột thứ 5 Inska đã bị hội Bạch Y bắt đi. Điều này khiến Shinra quyết tâm bảo vệ cô ấy thêm nữa. Cậu nhớ đến lúc tập luyện với đội trưởng Simon. Có một thế gọi là Tenokata có thể tạo ra địa chấn với lửa. Đội trưởng Obi cũng từng chỉ cậu cách để dũng cảm hơn trong thế Corona. Tập 5. Trong khi Arthur say máu chiến đấu với Haumea, ả ta đã liên lạc với Charon cứu viện vì tính điện của ả không thể điều khiển Arthur. Charon bên này cũng đang say máu với Shinra. Hắn khá cho bò bởi tất cả các chiêu thức của Shinra không hề gây được sát thương lên người của hắn. Shinra đã nhận ra rằng hắn thuộc thế hệ thứ hai, vì các nguồn lửa từ cậu sẽ bị hấp thụ sau đó sử dụng ngược lại tấn công cậu. Nhưng cho dù như thế, Shinra chuyển sang đấu tay không với hắn cũng không ăn thua. Charon đã ra lệnh đồng đội tấn công vào hắn để tích lửa một đòn tấn công đóng dấu thẳng vào Shinra khiến cậu cháy đen. Lúc này cậu đã nghĩ ra cách đối phó. Khi hấp thụ lửa sẽ chuyển sang tấn công, lúc đó năng lượng sẽ được giải phóng ra bên ngoài, việc còn lại là phải canh đúng thời điểm để kết liễu. Shinra đứng lên khí thế bừng bừng dùng Corona tấn công và căng thời điểm, nhưng vô số lần đều thất bại. Shinra quyết định dùng chính bản thân trở thành quỷ để đối đầu với một con quỷ. Cậu lao đến, canh thời gian tung ra đòn Corona dấu ấn quỷ thẳng vào mặt của Charon, một vụ nổ kinh hoàng nổ ra. Nhưng thật không may, hắn vẫn không hề hứng gì cả, ngược lại cú đánh tiếp theo của hắn đã khiến Shinra sấp mặt. Bên này tên hỏa quỷ cũng trở nên khó nhằn, hắn đã thoát được băng của Karim. Trong lịch sử biệt đội cứu hỏa chỉ có hai người từng tiêu diệt được hỏa quỷ, đó là Conro và Simon. Hai nhân vật có thể tạo ra một hỏa lực khổng lồ. Victor đã lên kế hoạch tạo ra nguồn hỏa lực nhân tạo. Tất cả các thế hệ thứ hai điều khiển lửa về trung tâm thành phố, nơi các cơn gió thổi về. Tập hợp các tất cả sức mạnh của hai ngọn gió và lửa tại nơi Maki đứng đó, phù thủy lửa sẽ tạo ra một cơn bão lửa. Chú ý Hinawa dẫn dụ hỏa quỷ về trung tâm lốc xoáy. Đội trưởng Obi cũng đã cố hết sức nhưng sức nóng tỏa ra từ hỏa nhân rất lớn khiến anh phải dè chừng. Thiên tài khoa học Vulcan đã xuất hiện, cậu ta lái trên hộp diêm đến với vũ khí bắn nước cực mạnh, đâm thẳng vào quỷ hỏa. Obi đã sẵn sàng bắn khẩu súng uy lực này tống tên quỷ vào cơn bão. Bằng năng lực của mình, trung úy Hinawa đã điều khiển tên lửa vào tâm bão với sức gió khủng khiếp khiến tốc độ tên lửa lên đến cực đại, tạo ra một lực hoàn mỹ phá tan xác tên quỷ hỏa. Maki dường như đã kiệt sức khi sử dụng năng lực quá nhiều. Đến đây, trung úy Karim đã dùng năng lực biến ra một lốc xoáy băng khổng lồ. Các hỏa nhân và đám cháy được triệt để hoàn toàn. Hobarty còn lại hy vọng vào Shinra và Arthur, hai chàng tân binh tài năng của đội 8. Charon cũng rất vui mừng vì Shinra là người đầu tiên đã thương được hắn ta. Còn cậu thì trả lời kiểu, yên tâm đi, anh ơi, còn nếm đòn dài dài đó. Tập 6. Haumea nhận ra các ngọn lửa đã được dập tắt, các biệt đội khác sẽ tiến đến tấn công họ nên là cô ra lệnh cho Charon đem trụ cột thứ 5 rút lui. Lúc này Izuka đã không còn thấy được các mùi hương để tạo ra lửa. Cô cho rằng nếu theo Shinra, cô sẽ phải trả giá cho những vụ cướp của mình. Ngược lại, nếu theo hội Bạch Y, cuộc sống của cô sẽ rất nguy hiểm. Nhưng là ở chỗ từ cơn đại thảm họa, các sự việc nguy hiểm luôn khiến cô ấy thấy vui vẻ nên cô đã đồng ý theo bọn chúng. Shinra lao đến ngăn cản nhưng với đòn tấn công của Charon khiến cậu kiệt sức. Khi họ đến một con hẻm, đột nhiên Panra lao đến nhằm giải cứu Inska. Nhưng điều khiến cậu không thể ngờ chính là Inska đã kích lửa thiêu chết cậu. Shinra đã rất cố gắng nhưng cậu vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này được giao. Arthur nghe Haumea nói rằng hội Bạch Y sẽ cần 8 trụ cột để tạo ra trận đại thảm họa. Có quá ít thông tin về người truyền giáo và ngọn lửa Adola khiến quá trình điều tra gặp khó khăn. Victor cho rằng nên mở một cuộc điều tra toàn diện về việc này. Sau vụ tấn công của hội Bạch Y, báo cáo đã ghi rõ tổng cộng có 39 hỏa nhân được giải thoát, trong đó có một hỏa quỷ, 19 người chết và 58 người bị thương. Victor đã có manh mối về nơi có thể điều tra về ngọn lửa do công chúa Hibana cung cấp. Joker sẽ cùng hỗ trợ một phần giúp biệt đội cứu hỏa. Đội trưởng Obi sẽ đưa ra một chiến dịch hợp tác, 4 người đội 8 sẽ tham gia vào chiến dịch này nhằm điều tra về người truyền giáo và ngọn lửa địa ngục Adolor. Hiện tại, danh tính 4 trụ cột đã được biệt đội nắm được là Shinra, Su, Haumea và Inska. Họ sẽ cần 8 trụ cột cùng với người truyền giáo để tạo ra trận đại thảm họa biến trái đất thành mặt trời thứ hai như 250 năm trước. Chiến dịch này họ sẽ đến một nơi chưa ai biết tới, đó là bán đảo Erasia nằm ngoài đế chế Tokyo. Shinra rất háo hức tham gia chiến dịch này vì cậu chưa bao giờ ra khỏi đế chế Tokyo.
Các thành viên tham gia chiến dịch hợp tác này đến từ các đội khác nhau bao gồm Ogun đội 4, Noro đội 2 và 4 thành viên của đội 8. Các đội sẽ được dẫn dắt bởi Trung úy Ban đội 4. Trong số đó, bán đảo Erasia là nơi Noro sống từ nhỏ nên cậu được tham gia để làm hướng dẫn viên cho mọi người. Cuộc hành trình điều tra về đại thảm họa 250 năm trước được khơi mào. Tập 7. Hình ảnh hòn đảo dần hiện ra. Khi tàu vừa cập bến, ba anh bạn đã nhanh chóng lao xuống như là Robinson tìm được đất liền. Ây da, dừa đâu. Niềm vui sướng đã hối thúc cả ba tóm tắt lấy cục đất mới lạ này ăn lấy ăn để. Tamaki đang tính mét với đội trưởng Ban thì thấy ông ta cũng đang dùng bữa bằng cục đất mới một cách ngon lành. Mẹ của Noro ra chào đón mọi người, sau đó cô đã nói với con trai về việc nông trại khoai tây của họ có kẻ phá hoại, nhưng do nhiệm vụ khá cấp bách, Noro không thể điều tra giúp gia đình mình được. Điểm đến của bọn họ nằm ở cực tây sát với kẻ hở không gian nên là cần phải gấp rút lên đường. Victor rất kỹ lưỡng khi nghe thông tin khu vực này thường xuyên có khí ga nên đã dùng mặt nạ. Hai cho nội tăng động sinh ra và Noro vừa đi vừa phá. Hang này nó giả định mấy hòn đá là kẻ thù rồi tấn công điên loạn. Mọi chuyện phải dừng lại khi mà Trung úy Ban thét vào mặt của chúng. Một tiếng kêu thất thanh vang lên, Chumia! Cả đoàn đã bị tấn công bởi một con giun khổng lồ. Cả bọn hét lên khi phát hiện ra một chú chuột chuỗi nói tiếng người. Noro phát hiện ra củ khoai tây của gia đình cậu và dự định sẽ thịt tên chuột chuỗi này vì tội phá hoại. Con giun to lớn ngày càng hung hãn hơn nữa. Sinra và Ogun với khả năng bay của mình, họ đã lao ra chiến đấu với nó. Ogun dùng thương Zoruba tấn công thẳng vào đầu tên quái vật khiến nó rút lui. Họ nhanh chóng lui về xe để tiếp tục di chuyển. Khi trời tối, mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Tên chuột chuỗi giới thiệu tên mình là Strop. Nó đến từ một ốc đảo tại phía tây, bao gồm một thảm thực vật phong phú và nguồn nước sạch, nhưng mà bọn giặc đã tấn công. Chúng giết hại gia đình và bạn bè của Shop và đuổi anh ra khỏi đó, vì vậy từ đó cậu ta đã đi ăn trộm khoai tây kiếm sống qua ngày. Shop nhận ra một con quạ tên là Spirity và gọi tham gia cùng đội. Nó sẽ hướng dẫn đường đến nơi đó an toàn cho mọi người. Shinra nhận ra vô số ánh sáng tuyệt đẹp dưới thung lũng, nhưng khi chú ý kỹ lại thì bọn chúng chính là hỏa nhân. Những hỏa nhân tại đại thảm họa 250 năm trước. Họ sẽ không bao giờ chết cho đến khi được giải thoát, hay nói cách khác là phải bị giết thì mới được siêu thoát. Và mặt đất ở đây đầy những dòng nhung nham nham thạch, nếu xuống đó thì có thể chết trước khi giải thoát cho họ. Sáng hôm sau, họ đã đến ốc đảo phía sau ngọn núi. Sinra rất ngạc nhiên khi thấy một Asmaterasu, một nhà máy năng lượng vĩnh cửu, đó là thứ mà tổ tiên của Vulcan xây dựng. Dưới sự dẫn dắt của Strop, cả đội đã đến được trung tâm của Asmaterasu, nơi được cho rằng rất nguy hiểm vì hang ổ của bọn cướp ở nơi đây. Sau nhiều lần được Shop khuyên ngăn không thể dùng lý lẽ với bọn chúng, nhưng mà Shinra vẫn muốn xông lên tấn công. Đột nhiên một bầy hỏa cẩu xuất hiện, chúng chính là bọn cướp mà Shop nhắc đến. Cả đám thanh niên sợ hãi nhảy tót lên cây. Riêng Tamaki và Arthur đã giải thoát cho tất cả bọn chúng. Shop cho rằng chủ của bọn chúng cũng rất hung tợn. Lúc này Shinra cảm nhận được liên kết Aurora. Giọng nói vang lên, nó nói với cậu rằng hãy bảo vệ khu rừng. Tập 8. Shinra nhận ra giọng nói phát ra từ hướng ngự thần thả Amaterasu. Job kể lại rằng sau khi đại thảm họa xảy ra 250 năm trước, một cô gái độc hành xuất hiện với nụ cười quỷ quyệt đã đến nơi đây. Trong chiếc áo choàng đen ma mị, tất cả muôn thú đều đang chờ đến ngày chết thì cô ta đã dùng ngọn lửa sưởi ấm cho chúng và dạy chúng cách nói chuyện với con người. Cô đến từ bên kia kẻ hở không gian và nhiệm vụ sẽ cứu nơi này. Rồi một ngày nọ, cô ta đã hồi sinh ngự thần thả sau đó biến mất. Việc làm này của cô đã hồi phục lại ốc đảo đến bây giờ vẫn chưa gặp lại. Cậu cho rằng có thể là giọng nói trong liên kết Aurora của cậu là do cô ta nói. Bất ngờ bọn hỏa nhân xuất hiện, chúng đủ thông minh để dân bẫy Victor khiến anh ta suýt chết. Tiếng còi gia tăng thể lực đã cứu mạng thanh tra Victor. Tamaki đứng ra cầu nguyện giải thoát cho các hỏa nhân này. Arthur cùng Ogun chiến đấu với đám hỏa nhân. Các bọn tiếp tục ngạc nhiên khi thấy các hỏa nhân nói chuyện với họ, nhưng đến con chuột chuỗi còn nói được cơ mà. Mọi người đều chiến đấu và nhanh chóng giải thoát cho họ. Đột nhiên hỏa nhân đã cho rằng Amaterasu sẽ phá hủy thế giới này. Sinh ra nghĩ về Giovanni và hội Bạch Y đã tìm kiếm chìa khóa Amaterasu, mục đích là để tạo ra đại thảm họa một lần nữa. Nhưng Sinh ra đã tin rằng cô gái nói trong liên kết Ola không phải người xấu và tin Job. Dưới sự chỉ huy của một hỏa quỷ có tên là Stamper, các hỏa nhân khác đã thu thập đủ số lượng các hòn đá chứa các dãy số. Hỏa quỷ vui mừng vì sau 250 năm cuối cùng cũng có thể đến ngày được giải thoát khỏi ngọn lửa này. Ông ta cũng nhận ra được sự xuất hiện của con người vào vùng đất này. Stamper đã ra lệnh tiêu diệt tất cả bọn họ trước khi họ phá hủy nghi lễ. Trong thời gian này, đội chiến dịch đã thành công giải thoát cho các hỏa nhân có mặt tại khu rừng. Lần này, Victor quyết định tiến sâu vào. Nhưng sau khi nghe thông tin sự tồn tại của hỏa quỷ, họ đã có chút bâng khuâng. Vì để tiêu diệt nó, cần phải có một hỏa lực cực mạnh đủ khiến phá hủy ốc đảo này mới có thể giải thoát được cho hắn. Cả đội liền tiến vào Amaterasu để điều tra thêm thông tin. Sau khi nhận thấy bên trong an toàn, đội trưởng Ban đã chia nhóm ra ngoài canh gác. Riêng Arthur sẽ theo vào trong trừ trường hợp bất chắc xảy ra. Lúc này đội quân hỏa nhân đã xuất hiện bao vây cổng ra vào của Amaterasu. Cả hai lao vào tấn công nhau liên tục. Stamper cho rằng hắn đã chờ đợi quá lâu trên đời này. Việc tạo ra một vụ nổ với hỏa lực lớn từ Amaterasu sẽ giúp các hỏa nhân nơi này được giải thoát. Shinra nổi giận vì quyết định này của hắn, nhưng bây giờ chỉ có thể tấn công cầm chừng. Hỏa lực của Shinra không thể tiêu diệt được quỷ hỏa.
hắn thừa cơ hội phản công dùng ánh sáng linh thiêng tấn công thẳng vào Shinra. Cậu cảm nhận được một lần nữa sự xuất hiện của cô gái trong liên kết Aura. Phía bên trong Amaterasu, Victor nhận ra các dãy số này khác thường, chúng không hề có một quy luật nào khác. Arthur nhận ra đây chính là số bi, một loại mật mã anh sử dụng khi ở hội bàn tròn. Các khái niệm về hình tròn khiến Arthur rất chú tâm. Số bi là gì? 3,14 bằng bi. Ha, đùa đấy. Tập 9. Đang vô cùng ngầu lòi trước sự chứng kiến của trung úy Ban và Victor thì cái ngu ngốc lòi ra. Arthur hỏi lại bi là gì, vậy khiến họ ngỡ ngàng đến ngơ ngác. Victor thiên tài giải thích rằng bi là số có giá trị bằng tỷ số giữa chu vi và đường kính hình tròn, thường được biết đến là 3,14, nhưng giá trị của nó vẫn đang được tính toán, hiện nay vẫn chưa tìm được số chính xác. Cậu ta sẽ chụp ảnh sau đó về Tokyo đối chiếu lại với số bi, nhưng Victor cho rằng các phiến đá này không thể là chìa khóa kích hoạt Amaterasu được. Ngay khoảnh khắc này, Shinra vẫn đang cảm nhận được liên kết Aloha với người phụ nữ quỷ quyệt bí ẩn thì nguy hiểm đang ập đến. Rất may sau đó, Owen đã kịp thời lao đến giải thoát cho các hỏa nhân tấn công Shinra. Tamaki cũng bị hỏa nhân bao vây, cô sử dụng năng lực đuôi của mèo để khiến cho chúng không tấn công và cầu nguyện. Owen quả không hổ danh là học sinh xuất sắc nhất học viện, lúc bấy giờ cậu dùng lực Ozoruba kết liễu bọn hỏa nhân xong đến. Shinra cũng nhanh chóng tham gia lại vào trận chiến quét sạch số còn lại. Tên hỏa quỷ Stamper rất đau xót khi các người hầu của hắn bị tiêu diệt. Hắn nhắm đến Tamaki đang cầu nguyện, lao đến tung đòn kết liễu, cánh tay của hắn đã đâm xuyên người của Noro. Cậu ấy đã lao đến đỡ đòn tấn công cho cô gái mình thầm yêu từ lúc ở đầu một. Đòn tấn công khiến cơ thể cậu mất một lỗ to tướng dữ ngực, nhưng có vẻ cơ thể cậu ta có một cấu tạo đặc biệt khiến cậu vẫn còn sống. Các hỏa cậu tấn công xé toạc tay ra khỏi cơ thể của Noro, ngay sau đó cậu ta vẫn an toàn khiến cả bọn ngạc nhiên. Hỏa quỷ nổi giận hơn nữa, hắn giải phóng năng lượng tạo ra vũ khí của thần chết. Các đòn tấn công tiếp theo tạo ra một vụ nổ năng lượng cực mạnh. Shinra cùng Kona tung hết năng lượng tấn công thẳng vào đầu hắn ta. Với ngưỡng sức mạnh cao ngất, cậu nhận ra rằng bản thân không đủ hỏa lực để có thể giải thoát cho hắn. Lúc này, Stamper liên tục tấn công về phía Shinra, nhưng lần này liên kết Aura tác động lên cậu rõ ràng hơn, giọng nói hãy bảo vệ khu rừng cứ vang mãi. Đội của Victor đã tiến đến phần lõi của Amaterasu, cậu cảm nhận được một năng lượng khổng lồ được cất giấu sau kiến trúc đơn giản này. Khi phát hiện 8 mũi tên lòng trắng, điều này khiến cho Victor nghĩ đến 8 trụ cột mang ngọn lửa Aurora. Điều đó có nghĩa là Joker trong cuộc điều tra kính đã nhắc tới ngọn lửa trong Amaterasu, chính là sự hiến tế những người mang ngọn lửa Aurora, và khả năng người phụ nữ Sharp nhắc tới đang ở trong phần lõi ngự thần thể này. Shinra nhận ra người phụ nữ trong liên kết Aurora đang gần ở đây. Cậu xin cô ta ban ân điển cho cậu như là trong trận chiến với Su trước đó. Shinra đã thành công tiếp nhận ân điển thông qua em trai mình từ người truyền giáo. Lúc này Owen sẽ chiến đấu với hỏa quỷ Tembe được không giờ. Sau khi bỏ đi lớp áo bảo vệ, sức mạnh thật sự của cậu ta được bộc phá. Các hình xăm lửa mang sức mạnh toàn phần của Owen lộ ra. Liên tục các đòn đánh trời giáng với hỏa lực cực mạnh nện thẳng vào Tembe khiến hắn như là một quả cầu lông. Tamaki nhớ đến chuyện kể về một tân binh đội 4 có thể tạm thời đạt ngưỡng sức mạnh khiến hỏa lực ngang bằng với cả đội trưởng Leonard Spurn của đội 1. Thế trận một chiều diễn ra, Owen liên tục tấn công. Trời ơi, đánh câu giờ mà đập thằng nhỏ lên bờ xuống ruộng luôn. Cậu ta lúc này đã đạt giới hạn các ngọn lửa trên hình xăm tắt dần. Tamaki cũng lao đến giúp một tay câu kéo giúp Shinra. Noro được Frost ủng hộ nên là cậu cũng mạnh dạn thả cả đống bom vào người của hắn. Ugin như được tiếp thêm sức mạnh, cậu nhanh chóng tiếp lại năng lực tẩn cho hảo quỷ Tempe thừa sống thiếu chết. Shinra cùng với Sharp đứng ra khẩn thiết cầu xin cô ấy. Trong liên kết Aloha của cậu, cô ấy chỉ còn đủ sức mạnh để duy trì sự sống cho khu rừng nên là không thể giúp được Shinra. Hiện tại bằng hết khả năng của mình, cô sẽ giúp cậu được nhận ân điển trong một giây ngắn ngủi. Cô cho rằng cậu sẽ không thể làm được gì trong một giây ấy. Shinra nở một nụ cười, cậu nói một giây là đã quá nhiều đối với cậu rồi. Tập 10. Cô gái bí ẩn đến đây với mục đích cứu lấy thế giới. Cô khác hẳn với người truyền giáo chỉ muốn biến thế giới thành biển lửa. Shinra nhận được ân điển của cô gái quỷ quyệt. Lập tức cậu ngưng động thời gian biến cơ thể thành dạng phân tử di chuyển cực nhanh với vận tốc ánh sáng. Thời gian cứ thế bị trôi về quá khứ, ký ức của Stamper hiện ra. Sau đại thảm họa, tất cả của cải và vợ con ông ta đã mất hết. Ông vô cùng căm ghét ngọn lửa ấy, ông đã độc hành đến kẻ hở không gian. Lúc này người truyền giáo xuất hiện, Stamper cho rằng người truyền giáo là thần thánh xuất hiện nên đã van xin được cứu rỗi. Người truyền giáo đã thả bọ hỏa khiến ông ta trở thành hỏa quỷ lang thang khắp nơi suốt 250 năm qua. Shinra quyết định giải thoát cho ông già tội nghiệp này. Một hỏa lực to lớn với ánh sáng chói mắt khiến cho Stamper biến mất. Khi Shinra quay về ốc đảo sau khi đủ xa để giải thoát cho hỏa quỷ, cô gái bí ẩn thông qua liên kết kể rằng cô chỉ là một người bình thường được người truyền giáo mang theo đến thế giới này. Sau khi tiếp nhận ngọn lửa Aurora từ bọ hỏa, cô đã có sức mạnh để duy trì Amaterasu và cứu lấy khu rừng cùng với các sinh vật tội nghiệp. Mọi người bên trong cũng đã điều tra những điều cần thiết và hoàn thành nhiệm vụ này. Shinra gửi một lời cảm ơn chân thành dành cho cô gái bí ẩn vì đã giúp cậu giải thoát hỏa quỷ. Qua lần điều tra này, mọi người đã thấy rõ ràng hơn về mục đích của người truyền giáo. Shinra càng quyết tâm hơn trong việc ngăn chặn đại thảm họa. Sau một đêm nghỉ ngơi tại ốc đảo nhỏ, sáng hôm sau, Sharp rất cảm động về những gì lính cứu hỏa làm được để bảo vệ khu rừng. Shinra cũng giao lại trọng trách bảo vệ này cho cậu ấy.
Cho quyết tâm sẽ tập luyện đào 1.000 lỗ mỗi ngày để nâng cao tới lực quyết tâm hoàn thành trọng trách mà Shinra giao cho mình. Khi trở về, Shinra mơ thấy cô gái được cho là trụ cột thứ nhất. Liệu rằng cô ta và Amaster có mối liên hệ gì với nhau? Victor đánh thức cậu dậy vì đã đến Tokyo. Cậu ấy cho rằng việc có người trong Amaster sẽ đi ngược lại với giáo lý của Thánh Sô. Victor kể rằng từ xa xưa cuộc đại thảm họa bốc cháy bởi ngọn lửa dữ dội. Khi lớp phủ đầy tro tàn thì Red Black đệ nhất xuất hiện. Ngài đã dẫn dắt các môn đồ trên hành trình tìm kiếm ánh sáng. Cuối cùng ngài đã tìm ra được ngọn lửa tinh khiết Aurora và sinh ra ánh sáng cứu rỗi cho nhân loại. Ngài đã dùng ngọn lửa tinh khiết từ Thánh Sôn ban tặng và công nghệ của con người tạo ra Amaterasu thành lập nền móng cho miền viễn đông. Vì vậy, việc người mang ngọn lửa Aurora đang ở trong Amaterasu là điều nghịch lý. Mọi người cũng đã quay về với trạm cứu hỏa của họ. Shinra lúc này nghĩ đến việc người truyền giáo ban cho nhân loại ngọn lửa Aurora để gây dựng nên đất nước này, nhưng tại sao lại muốn hủy diệt nó? Victor cho rằng việc tài liệu của Thánh Sôn có vấn đề chưa được giải đáp. Tập 11. Tại trạm cứu hỏa, đội trưởng Obi đang tiếp nhận báo cáo về vụ điều tra. Shinra thuật lại rằng họ đã phát hiện được ngự thần thể có nét tương đồng với Amaterasu, xác định ngự thần thể được duy trì bởi người mang ngọn lửa Aurora. Như vậy, qua việc điều tra, Shinra tin rằng có người đang duy trì ngọn lửa cho Amaterasu ở đế chế Tokyo và kinh thánh của Thánh Sôn đã đưa ra những giáo lý sai lầm. Sir Iris, một người theo đạo phái này, khó lòng chấp nhận việc này, nhưng đội trưởng Obi cho rằng việc hội Thánh Sôn giúp đỡ người dân là hoàn toàn đúng đắn. Victor đang tiến hành các khảo sát về những con số bí ẩn. Cậu rất vui mừng vì Arthur đã nói đúng, chúng ta là tập hợp của số bi. Nhưng sự thật về Amaterasu và số bi có liên quan gì với nhau? Một câu hỏi lớn phát sinh trong đầu cậu ấy. Qua những gì phát hiện vừa qua, Victor đã quyết liệt hơn trong việc này khi mà đội cứu hỏa không thể đi sâu hơn nữa. Có cái số bi mà cũng tìm hiểu hoài, hãy hỏi Senku đi. Tại Senru Ushan, căn cứ của đội 7, Joker đã có mặt trong phòng của đội trưởng Simon. Một lời mời gia nhập điều tra về đền Thánh Sôn được nhắc đến. Mục đích mà Joker mời cậu gia nhập vì Simon không bao giờ quên được những gì đền Thánh Sôn đã gây ra, những áp bức bất công khiến cho cậu ấy đồng ý yêu cầu này. Victor đang lang thang một mình dưới cơn mưa nặng hạt, những câu hỏi về những điều bí ẩn sau sự việc người bốc cháy ngày càng mơ hồ. Cậu nhớ đến lúc còn làm việc tại Hajima, cậu luôn dành cả tâm trí để tìm ra câu trả lời đúng nhất để viết bài về hỏa nhân. Câu trả lời đúng là thứ duy nhất khiến cậu tin tưởng nhất trên thế giới. Trong cuộc họp tại trạm cứu hỏa 8, đội trưởng Obi đã cho rằng việc nhóm đã điều tra sẽ không được công bố vì chuyện này sẽ làm rung động toàn dân đế chế với tín ngưỡng vào Thánh Sô. Anh yêu cầu cần phải điều tra kỹ lưỡng thêm nữa trước khi công bố mọi thứ về Amaterasu và giáo lý Thánh Sô. Victor đã lường trước việc này nên đã sớm tìm Joker và Simon. Simon đã có mặt cùng Joker tại nơi gần đền Thánh Sô. Anh được biết đế chế đang phát lệnh truy nã Joker trên khắp lãnh thổ. Nhưng là một người luôn tìm kiếm sự thật, anh ta đã hy sinh tất cả nhân tính và đạo đức xã hội. Là một người sinh ra và lớn lên trên đất nước này, Joker không muốn bị che giấu bất cứ chuyện gì. Một cuộc tấn công thẳng vào đền Thái Sô để tìm ra kinh thánh thật sự được bắt đầu. Mà khoan, để trèo xuống cái thá khi không dắt lên cao thế này trời. Simon cưỡi chổi lửa bay thẳng đến cổng chính đền Thái Sô. Quốc vương cảm thấy rất kinh ngạc về cuộc tấn công này từ cậu ta. Joker và Simon, hai nhân vật có năng lực cực mạnh này, đã oanh tạc cả khu vực cổng chính. Tất cả các tín đồ lao ra ngăn cản đều bị đánh trọng thương. Đội trưởng đội 7 cho rằng năng lượng Amaterasu tỏa ra khiến cậu cảm nhận được mùi máu trong ấy. Điều này chính là lý do Joker cảm thấy vô cùng thoải mái khi đứng cùng cậu ấy. Khi anh chàng lính cứu hỏa mạnh nhất tiến đến cổng chính, một tên đã dùng ám khí tấn công khiến cậu gục ngã. Tập 12. Hắn cho rằng việc sử dụng chất cực độc có thể giết chết được Simon, nhưng một giây sau cậu đã dùng năng lực hỏa tần để giải độc. Tức tốc tặng cho hắn ta một đấm cực mạnh. Tiếp sau đó, một cái búng tay từ đội trưởng đã nhanh chóng khiến các con chiên văng tung tóe. Cả hai người xông thẳng vào giáo đường. Joker cho rằng việc hội Thánh Sô cấm mọi người đi đến Netherworld vì họ không muốn bị phát hiện. Một tầng hầm ẩn trong nhà thờ đã lộ ra sâu của đá. Họ nhanh chóng bước xuống để tiến sâu hơn về các bí ẩn này. Một lực lượng hùng hậu của hội Thánh Sô bao vây tứ phía. Họ là những bóng ma của Thánh Sô. Joker từng là một trong số họ, đội sát thủ bí mật của đền Thánh Sô. Cái tên 52 gợi lên nhiều kỷ niệm về nơi này. Tất cả cô nhi của mặt trời được hội thánh thu nhận, trong đó 52 là người với kỹ năng vượt trội. Đội trưởng đội sát thủ đã đứng ra luyện tập với cậu. Trận đấu khiến cậu bé bị thương rất nặng và đội trưởng đã giáo huấn đừng bao giờ nghĩ bản thân mình đặc biệt. Từ đó, ý chí quyết tâm trở nên mạnh mẽ của cậu trỗi dậy. Chiếc đồng hồ là tín vật duy nhất của bố mẹ cậu cũng bị đội trưởng phá hủy. Anh ta nhắc lại rằng chỉ có Thánh Sô mới thực sự là mẹ của cậu. Các cuộc giáo huấn tẩy não được diễn ra liên tục như một cực hình với cậu bé. Đến một hôm trong nhiệm vụ giết chết Su Kusakabe được hỏa quỷ đưa đi, 52 đã nhân cơ hội thoát khỏi nơi địa ngục này. Cậu xin được đón nhận ánh sáng mặt trời như tất cả những người khác. Một gia đình tốt bụng đã nhận nuôi cậu bé, và một hôm cả gia đình ấy đã bị giết hại. Từ đó cuộc truy nã bởi đền Thánh Sô bắt đầu. Mục đích của lần tấn công này giúp Joker thấy được sự thật sau tất cả. Một làn khói trắng được thải ra khắp căn hầm, những tên trong đội sát thủ thoát ẩn thoát hiện lao đến tấn công Shinmo. Nhưng được mệnh danh là bậc thầy chiến đấu, cậu ta nhanh chóng đáp trả từng tên một.
Trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt nhưng tất cả chỉ mới là khởi động với người đội trưởng đội 7 này. Simon tung ra chiêu Lai Thủ Đao để nhất thức Hỏa Nguyệt, tạo ra một luồng lửa quét tan cả đám sát thủ. Ngay lúc này, Joker cũng đối đầu cùng người đội trưởng hội sát thủ năm xưa. Các lá bài được tạo ra từ hỏa lực của anh ta phi thẳng đến người đội trưởng. Hắn ta cũng đã dùng kiếm Zigzag tấn công liên tục, dù đã né được tất cả các nhát chém nhưng điếu thuốc đã đứt lìa. Tiếp theo đó, hắn đã thành công gây sát thương lên người của cậu. Nhưng không hề chịu thua dễ dàng, Joker đã phản công lại hắn ta với sức mạnh của một con sói đơn độc tách đàn. Khi nó quay lại đã mài sắc nanh vuốt để chiếm lại vị trí đầu đàn. 52 lá bài được cậu sử dụng phi thẳng đến hắn ta nhưng mà không thể gây sát thương. Lần lượt các lá bài còn lại đều bị phá hủy. Trong lúc tuyệt vọng, lá bài cuối cùng cũng mất đi. Joker mỉm cười và đứng lên cất giọng hét. Sau đó hàng tá Joker xuất hiện trong tâm trí của hắn ta. Điếu thuốc được anh ta sử dụng có chứa các chất gây ảo giác, nhưng chỉ Simon và anh ta là không bị khống chế. Một tay của tên đội trưởng sát thủ bị lấy đi mất. Joker cho rằng hiện tại anh không còn là 52 trước đây, lá bài Joker đã được dùng để phanh tay hắn ra hàng trăm ảnh. Bỗng nhiên một bóng đen tiến đến, đó chính là đội trưởng đội 1 Leonard Burn. Và hẹn mọi người ở video lần sau. Hey, để nhận thông báo video mới của tụi mình nhanh nhất, các bạn hãy ủng hộ bọn mình bằng cách trên điện thoại nhấn subscribe, nhấn vào cái chuông bên cạnh chọn tất cả. Trên máy tính cũng nhấn subscribe, chọn cái chuông và chọn tất cả. Thế là xong. Vậy là các bạn sẽ nhận được thông báo khi tụi mình đăng video mới. Xin cảm ơn mọi người.